Có lẽ khi con người ta sợ hãi một điều gì đó, thì rất có thể trong tương lai nó cũng trở thành sự thật. Trước ngày xuất chinh, công chúa Yến Phi Nhân đã đến gặp Tuyết Hổ tại phòng nghị sự. Cô muốn cậu phải bảo vệ phụ vương mình an toàn vì cả ngày hôm nay Yến Phi Nhân cứ cảm thấy bất an không thôi. Tuyết Hổ chỉ nhẹ nhàng kể lại lúc nhỏ được tham gia trận chiến đầu tiên cùng cha cô, lúc ấy đã có bao nhiêu sinh mạng ngã xuống, riêng cha Yến Phi Nhân vẫn hùng dũng ngồi trên lưng ngựa. Một người được sinh và sống trong chiến trường như thế thì trận chiến lần này có là gì so với cha cô. Vì thế cậu khuyên Yến Phi Nhân không cần phải quá lo lắng làm gì. Nhưng trong chiến tranh đâu nói trước được điều gì, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng chính là đây. Trong màn mưa chỉ cần sơ suất một chút, hoàng đế đã ăn ngay ám tiễn xuyên người khiến toàn quân bất an. Mộ Dung Tuyết Hổ lúc này chỉ đành hộ tống đại vương về quân trại để trị thương, chỉ là vị trí tên quá hiểm hóc, không thể sơ suất rút tên ra được, nếu không hoàng đế sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Trong khi quân y tìm phương pháp trị liệu, hoàng đế đã giao toàn binh quyền cho Mộ Dung Tuyết Hổ, đứa con nuôi của người. Thay vì người cháu ruột Yến Xuất, điều này dấy lên trong lòng hắn sự thù hận và ganh ghét. Hắn không hiểu tại sao chúng mình là trao quyền thống lĩnh tam quân cho một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ như Tuyết Hổ. Trước khi Tuyết Hổ xuất binh chống lại Triệu Quốc, đại vương đã căn dặn cậu nên cẩn thận vì dù võ công cao cường, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng thì dễ trúng tiễn như chơi. Là vua một người, cả đời anh minh đến lúc bị thương vẫn cứ sáng suốt như thường. Vì không chắc bản thân có qua được đại nạn này không nên đã triệu hồi phi nhân tới để dặn dò cô, rằng khi Tuyết Hổ đánh trận trở về liền giao lại yến kiếm cho cậu và phò trợ cậu lên ngôi vua thì ông mới an lòng. Là đứa trẻ sống sót trong chiến trường và uống máu quân thù lớn lên thì khả năng chiến đấu của Tuyết Hổ cứ gọi là tuyệt cả là vời. Đánh cho tướng lĩnh quân địch nhìn thấy kiếp sợ mà phải hạ lệnh toàn quân rút lui trong tích tắc thì biết độ khát máu của Tuyết Hổ cỡ nào rồi. Mang trên vai là trách nhiệm của cả một quốc gia, nên dù lúc này bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng thì hoàng đế vẫn ở trong phòng chiến lược để nghiên cứu thuật bày binh bố trận. Ai ngờ lúc này Yến Xuất từ bên ngoài đi vào và chất vấn ông rằng tại sao lại để Tuyết Hổ lãnh quân, trong khi hắn ta mới là cháu ruột của người. Đánh dở mà hay thắc mắc quá à, để Yến Xuất lãnh binh thì chắc Đại Yên đến cái nịt cũng không còn. Binh sĩ dưới trướng Yến Xuất đã chết 2/3 chỉ vì chiếc thuật đánh sốc nổi của hắn. Trong mắt Yến Xuất chỉ có địa vị không có chiến sĩ cùng bách tính, kiểu sống chết mặc bay thế này thì hoàng đế không giao đại quân cho hắn là đúng rồi. Ai ngờ nghe xong những lời hoàng thượng nói, ánh mắt hắn liền lóe lên sự thù ác tàn độc. Không động tác thừa, hắn liền tiến lên bịt miệng hoàng đế từ phía sau, rồi xoay cung tên thành hình vòng cung khiến hoàng đế chết không nhắm mắt. Đến khi công chúa Yến Phi Nhân mang thuốc trở về thì cha cô đã tắt thở rồi. Trong ngày quốc tang, Đặng Thừa Tướng nói lại di ngôn đại vương là trước khi xuất chinh là nếu ông xảy ra điều gì bất chắc thì sẽ nhường lại vương vị cho Mộ Dung Tuyết Hổ. Như lời vừa nói ra liền bị Điêu Di báo cho rằng là lời nói đùa, làm gì có chuyện đại vương là truyền ngôi cho một kẻ không cha không mẹ, lại càng không có dòng máu hoàng tộc như Mộ Dung Tuyết Hổ được cơ chứ. Thấy công chúa Phi Yến sắp tuyên bố hoàng thượng giao yến kiếm cho cậu, Tuyết Hổ lúc này liền cướp lời và quỳ xuống thề chết tận trung với công chúa. Việc công chúa đang giữ trong tay yến kiếm như một quy luật ngầm rằng cô chính là người được hoàng thượng truyền vương vị cho. Hơn nữa, việc Yến Phi Nhân mang trong mình huyết thống hoàng tộc nên có thể danh chính ngôn thuận lên nắm quyền. Như đến nước này mà Diêu Dí báo vẫn xuất khẩu của ngôn. Hắn nói chắc có lẽ là lúc Lâm Trung đại vương Hồ Độ mới giao nhầm vương vị thì sao. Lời vừa dứt câu, Tuyết Hổ liền kề kiếm lên cổ Diêu Dí báo vì tội dĩ ngôn phạm thượng. Yến Xuất lúc này cũng cây cú chĩa kiếm về phía Tuyết Hổ vì không lường trước rằng dù đã giết chết đại vương thì vương vị vẫn trực khỏi tay hắn. Lúc này Yến Phi cũng lên tiếng bảo hai người ngừng tay, kiếm là để chĩa vào kẻ địch để bảo vệ Đại Yên, lý nào lại để chém giết lẫn nhau như thế. Từ ngày lập quốc đến nay, đời đời hoàng đế đều anh dũng thiện chiến. Yến Xuất cho rằng công chúa Yến Phi đúng là có dòng máu hoàng gia, xinh đẹp tài giỏi nhưng lại không thể thay đổi thân phận nữ nhi yếu đuối. Vậy thì liệu có thể lãnh quân bảo vệ Đại Yên trước sự xâm lăng của nước khác được hay không? Yến Phi đúng kiểu đụng là chạm, đã nói động đến cô đừng trách cô tuyệt tình. Yến Phi dưới ánh mắt trấn an của Mộ Dung Tuyết Hổ, liền đưa kiếm lên trời tuyên thề sẽ bảo vệ nước nhà và tiếp nhận quân huấn kể từ hôm nay, thề rằng sẽ dùng yến kiếm chém giết bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh thổ Đại Yên. Sau đó giao binh quyền cho Đặng Thừa Tướng trong lúc cô tham gia quân huấn, trong thời gian này nếu có kẻ nào kháng lệnh thì trực tiếp trảm. Nói về lý do Phi Hổ ngăn cản Yến Phi Nhân tuyên bố hoàng thượng đã giao yến kiếm và truyền ngôi cho cậu, vì Phi Hổ biết, chỉ có công chúa Yến Phi Nhân mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên ngai vàng và khiến lòng dân Đại Yên được an tâm. Nếu cậu ngồi lên vương vị như Di Chiếu thì rất có thể Đại Yên nước mất nhà tan bởi vì nội chiến trước khi bị ngoại quốc xâm lăng. Nên để bảo vệ đại cuộc, cậu chỉ có thể nhìn Yến Phi Nhân gánh vác trên vai trọng trách dẫn quân đánh giặc, dù vậy cậu hứa sẽ đồng hành chiến đấu và bảo vệ cô dù có phải trả bất cứ giá nào. Để giúp Yến Phi Nhân trong thời gian ngắn có được các kỹ năng chiến đấu mà một đại tướng quân cần có, thì Phi Hổ đã trở thành thầy dạy cho cô trong đợt quân huấn lần này. Vì thế mà trong quá trình huấn luyện, Phi Hổ đặc biệt nghiêm khắc và cho công chúa Phi Nhân ăn khổ thành người. Chiến đấu không nâng tay nên sau vài chục pha đỡ chưa rất cố gắng đến từ vị trí Yến Phi Nhân thì cuối cùng cái kết chỉ có một, là cô ăn một đòn tấn công không nhân nhượng của Tuyết Hổ rồi ngã xuống nước trước những cái nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác của quân sĩ. Cận chiến còn tiếp được vài chục chiêu chứ đến kỵ chiến là y như rằng Tuyết Hổ chỉ cần một đòn đánh chuẩn sát là đủ để Phi Nhân ngã xuống từ lưng ngựa rồi. Đã là quân huấn thì thời tiết nào cũng phải luyện tập, nhìn cảnh Tuyết Hổ vật ngã Phi Nhân vài chục vòng dưới bùn mới thấy quãi cả trưởng làm sao. Kệ đi, dù sao mệt trong lúc luyện tập còn đỡ hơn phải đổ máu trên sa trường. Tối đến, Tuyết Hổ cầm trên tay hòn đá bình an được Phi Nhân cho cậu lúc nhỏ, cậu không biết mình có làm đúng không? Để Phi Nhân gánh cả đất nước trên vai cùng màn quân huấn địa ngục khác xa với những gì mà cậu muốn. Thời khắc Tuyết Hổ chỉ còn là một đứa nhóc, cậu đã hứa sẽ bảo vệ Đại Yên, bảo vệ Yến Phi Nhân để cô không bị tổn thương gì.
Kỹ năng thiện xạ của phi nhân đúng là đỉnh của chóp, bắn bách phát bách trúng làm cho cả top binh lính phải ngã ngựa trong lúc chiến đấu. Nhưng gặp phải tuyết hổ cũng phải tắt điện liền, tốc độ tên của phi nhân thua xa tuyết hổ nên khi solo cô liền trúng tên ngã ngựa là điều dễ hiểu. Sau đó liền bị tuyết hổ phạt 1000 lần luyện tập vì lực tay còn yếu, tốc độ bắn tên quá chậm. Hết giờ tập là tới giờ tắm cho ngựa, Yến phi nhân đang tỉ mẩn rửa yên ngựa thì một đám thích khách lao từ đỉnh núi xuống giết cô. Thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng Yến phi nhân vẫn bình tĩnh suy xét tình hình rồi ngụp lặn xuống nước để giảm tốc độ đánh của địch. Sau đó tận dụng thời cơ để lên ngựa và chạy khỏi vòng vây địch, theo sau đó là cả đám thích khách với tiễn độc do phù thủy được Yến xuất mời tới điều chế. Chỉ cần dính một mũi tên thôi thì thần tiên cũng khó mà cứu. Phi nhân vừa phi ngựa vừa né tên một cách tài tình, nhưng né được một lúc đâu né được cả đời, cuối cùng cô vẫn trúng ám tiễn kẻ địch. Nạn nhân tiếp đến là chiến mã cũng ăn hai tên nên gục ngã xuống đất, kéo theo phi nhân cũng ăn đau ngã theo. Cứ tưởng tới câu chuyện thì lan truyền trong khi đi hái thuốc đã phát hiện thấy tình thế của cô nên động lòng cứu giúp. Cậu kích hoạt bẫy thú rừng được bố trí trước đó khiến cả lũ thích khách lần lượt rơi vào bẫy dập, điều này thành công cứu Yến phi nhân một mạng trước sự truy sát của kẻ thù. Trong khi lan truyền mang cô trở về nhà trị thương thì lúc này tại hoàng cung Yên Quốc cũng đã phát hiện ra sự mất tích của công chúa. Tuyết hổ được nhận lệnh mang quân đi tìm phi nhân vì lúc này chỉ cách thời gian đăng cơ vài ngày. Trước lúc đó vẫn chưa tìm được công chúa, e rằng Yến xuất sẽ đạt được mục đích mưu phản giành lấy vương vị. Trong tia nắng đầu ngày, cuối cùng phi nhân cũng tỉnh dậy trong cơn đau cùng với toàn thân bị băng bó. Nhìn ngó xung quanh là nơi hoàn toàn xa lạ nên phi nhân cũng bật chế độ cảnh giác, vừa lấy thanh dao rồi vội vã chạy ra ngoài. Đến khi lan truyền vừa hái thuốc trở lại liền bị phi nhân tấn công như đúng rồi. May cậu thân thủ tốt né được dao cô chém ra, sau đó liền bỏ mặt nạ ra và nói rằng mình là đại phu trị độc giúp cô. Xác định người trước mặt không có ý xấu nên Yến phi nhân cũng thu dao sau đó liền từ biệt, vì cô biết với sự mất tích của mình thì toàn quân sẽ loạn. Bất chấp việc lan truyền phía sau ngăn cản, khuyên cô phải nghỉ ngơi tầm 3 ngày thì độc mới tiêu trừ được. Đúng như cậu dự liệu, chỉ chạy vài bước phi nhân liền ngã ra đất vì chất độc vẫn còn không được cử động mạnh. Lúc này thì không chỉ quanh ngực băng bó mà cả đầu cô cũng toàn băng gạc mà thôi. Vết thương trên đầu còn đau như một lời nhắc nhở, làm phi nhân không dám khinh suất đòi quay về mà lúc này liền ngoan ngoãn uống thuốc trị thương. Tối đến tới giờ thay băng, như thường lệ lan truyền là người thay thuốc cho cô, vì phi nhân bị thương ở vị trí sau lưng khó mà tự mình làm được. Thân là một đại phu kiêm quân tử lỗi lạc nên cậu chỉ thuần là thay băng, ngoài ra không có ý đồ gì khác. Vết thương phải thay thuốc một ngày một lần, nếu không sẽ ngứa ngáy khó chịu. Lan truyền cũng ra sức thuyết phục rằng nếu cậu là muốn phi lễ thì đã lợi dụng lúc cô trúng độc bất tỉnh rồi nên cứ yên tâm. Mặc cho lan truyền ra sức thuyết phục nhưng phi nhân thân là con gái cổ đại, thân thể sao có thể để cho nam nhân đụng vào cơ chứ, vì thế cô liền cứng đầu ôm theo bát thuốc để tự mình thoa. Vết thương càng lúc càng ngứa, cộng thêm cánh tay không cử động được nên phi nhân bị cơn ngứa hành hạ trong chục phút. Phải đến lúc này cô mới chấp nhận được sự thật rằng có một số chuyện bản thân mình có cố đến đâu cũng quay về kết quả lực bất tòng tâm. Đã ngứa thì liêm sĩ lúc này cũng có giúp được gì đâu. Phi nhân cởi áo trước mặt lan truyền và yêu cầu cậu thoa thuốc dùng, kèm theo điều kiện không được nhìn. Ủa alo, không nhìn thì làm sao băng bó hả cô nương? Dù vậy lan truyền cũng cố gắng thay băng với tốc độ ánh sáng cùng động tác quay đầu sang bên vô cùng chính nhân quân tử. Cùng lúc đó ở doanh trại, Yến xuất sau khi xác nhận được tin công chúa trúng độc tiễn liền yên tâm mang quân đến hoàng cung chất vấn thừa tướng rằng phi nhân trong lúc quân huấn lại vi phạm lời thề, bỏ nước chạy trốn thẹn với cha ông đã ngã xuống trên sa trường. Nếu công chúa đã nuốt lời thì đại yên cần một người để kế thừa vương vị, không nói cũng biết người phù hợp nhất lúc này không ai khác ngoài hắn, Yến xuất. Đặng thừa tướng chỉ bảo hắn đừng vọng động, lễ đăng cơ còn chưa diễn ra nên trước lúc đó tìm lại được công chúa thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Những ngày ở đây là khoảng thời gian bình yên nhất đối với phi nhân, ở đây cô chỉ là một cô gái bình thường không phải gánh trên vai trọng trách của cả một dân tộc. Cô cùng lan truyền mỗi lúc càng thân hơn, nhất là sau khi hai người bị ong đốt đến mức mặt sưng chù vù vì Yến phi nhân quá báo. Lúc lấy mật ong bị trượt tay phá tổ ong, đã thế trong lúc hoảng loạn còn rơi mất mũ lưới, đồng thời còn hất luôn mũ lưới mà lan truyền nghĩa hiệp đưa cho, thế là hai người bị ong truy sát nên toàn thân cứ là chi chích vết đỏ do bị ong đốt. Nhưng trong cái họa có cái phúc, sau lần đồng sinh cộng tử lần này đã giúp tình cảm hai người tiến triển thêm một bậc. Phi nhân lúc này cũng tự tay nấu ăn để cảm ơn ân cứu mạng của cậu, đồng thời cô cũng may túi chứa không khí khinh khí cầu giúp lan truyền. Cậu cũng đưa cô đến căn cứ bí mật của mình, cho cô ngắm nhìn cảnh đẹp thứ mà cô chưa từng được nhìn thấy trước đây. Nhìn khung cảnh yên bình trước mắt cùng lý tưởng mọi người đều bình đẳng, ai cũng có quyền được sống và chiến tranh là nguồn căn của nỗi đau. Những lời cậu nói như một hạt giống nảy mầm trong người cô, mà trong tương lai hạt giống này có thể giúp cho hàng triệu bá tánh thoát khỏi cảnh khói lửa chiến tranh. Lúc này vết thương của phi nhân cũng đã lành, báo hiệu ngày mai cô phải trở lại nơi cô thuộc về. Đêm trước hôm rời đi, phi nhân trằn trọc mãi không ngủ được, vì cô biết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã thầm thương trộm nhớ tên lang băng ở nơi thế ngoại đào viên ngày, ở bên hắn cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nên tờ mờ sáng nhân lúc lan truyền còn ngủ say, cô đã bảo gan tiến đến nằm cạnh hắn để cảm nhận chút ấm áp cuối cùng này trước khi rời đi. Nghe được tiếng phi nhân rời đi nhưng lan truyền vẫn không có can đảm từ biệt, cậu chỉ biết nằm im giả vờ ngủ và nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa. Nhưng người có tình cuối cùng vẫn tìm đến nhau, lúc này trái tim cậu đã mách bảo, chỉ cần ở bên phi nhân được khắc nào hay khắc ấy, mặc kệ tương lai có xảy ra điều gì. Nghĩ là làm liền, cậu vội phi xuống và đuổi theo để tiễn cô một đoạn đường. Thời gian lúc này dường như chỉ còn lại hai cùng đất trời, họ băng qua suối vượt qua rừng và cuối cùng cũng đến biên giới Đại Yên. Lúc này lan truyền chỉ biết chúc cô thượng buồm xuôi gió sau đó đưa hành lý và thuốc men cho cô rời đi. Bên kia cánh rừng là tuyết hổ và đại quân đang đi đến, nhìn thấy Yến phi nhân vẫn bình an vô sự làm tuyết hổ cảm kích lan truyền không thôi.
Nhìn cái cách toàn quân hành lễ và xưng công chúa với cô gái mình đã cưu mang mấy ngày nay, làm Lan Truyền lúc này phát hiện người trước mặt cậu không phải là nữ nhi bình thường mà là công chúa Đại Yên. Nụ cười trên môi Lan Truyền chợt tắt, đổi lại là khuôn mặt gượng gạo vì thân phận hai người lúc này chẳng khác nào ngọn cỏ và mây trời. Một người là nữ hoàng Đại Yên lãnh trăm vạn đại binh, một kẻ lại là lang băng không thích chiến tranh ở ẩn tại nơi thế ngoại đào viên chẳng màng sự đời. Để cả hai viết nên chuyện tình sử cảm động chẳng khác nào hoa trong gương trăng dưới nước. Tình hình chiến sự cấp bách nên sau khi từ biệt Lan Truyền thì phi nhân cũng nhanh chóng cùng Tuyết Hổ trở về doanh trại. Không hổ là người được hoàng thượng chọn mà tài lãnh binh của Mộ Dung Tuyết Hổ đúng là không chê vào đâu được. Trước khi chiến đấu cậu đã bày kế để Yến phi nhân lãnh quân đánh giặc, sau đó dụ địch vào rừng sâu và mai phục. Kế hoạch đúng hết như dự đoán, trong chiến trường nhìn thấy phi nhân như hươu chạy lạc trước sự truy đuổi của quân binh, điều này làm tướng Triệu đánh mất lý trí háo thắng đuổi theo. Trong lòng thầm nghĩ chuyến này giết chết Yến phi nhân thì Yên quốc sẽ hoàn toàn thuộc về tay bọn họ, vì hậu duệ cuối cùng đã mất thì Đại Yên không khác gì rắn mất đầu. Chỉ là hắn không biết mình đã sa vào bẫy Tuyết Hổ dày công bố trí, người chưa bắt được mà cả người lẫn ngựa của tướng lĩnh Triệu Quốc đã rơi vào hố sâu. Cùng lúc đó Yến phi cùng xoay kiếm tiếp chiêu hoàng tử Triệu Quốc, giao chiến mới thấy thân là nữ nhi thì sao, là công chúa chân yếu tay mềm thì sao, chỉ cần cắn răng vượt qua đợt quân huấn tử thần thì Yến phi nhân liền có thể đánh bại được hoàng tử Triệu Quốc. Trong khi Tuyết Hổ bay lên định chém đầu tướng quân Triệu Quốc thì phi nhân cũng chặn đao ngăn cản, vì cô không muốn vòng tròn trả thù cứ tuần hoàn từ đời này đến đời khác. Yên Triệu giao tranh nhiều năm, không biết bao người người đã ngã xuống, là để đổi lấy cái gì? Cha của cô, cha của ông ta và vô số người thân của bọn họ là vì cái gì mà chết đi? Nếu cứ trả thù qua lại, nợ máu phải đòi bằng máu thế này thì đến bao giờ mới dứt? Nói xong phi nhân liền thả hai người rời đi trước sự ngỡ ngàng của Tuyết Hổ, vì chuyện bắt được tướng địch khó như lên trời, thả địch trở về không biết tương lai sẽ gây ra hậu hoạn thế nào. May mà phi nhân không nhìn nhầm người, sau khi được thả trở về, cha con Triệu Quốc đã được cảm hóa và cho lui binh, đời này liền đình chỉ chiến tranh với Đại Yên. Đất nước hòa bình cũng là lúc Điêu Di báo tới số, hắn ta và 12 tướng lĩnh tự ý rời bỏ vị trí, chống lại mệnh lệnh bị tước bỏ tước vị và giáng xuống 3 cấp. Yên xuất thân làm tướng thống lĩnh mà lại tự chối chấp hành quân lệnh mưu đồ phản nghịch đẩy quốc gia vào tình thế nguy cấp, liền bị cắt bỏ tước vị và trục xuất khỏi Đại Yên vĩnh viễn không được quay lại. Là phản diện số 1 nên Yến Xuất đúng là không phụ lòng người, dù có bị mất tước vị nhưng máu phản nghịch trong người mỗi lúc một dâng cao. Hắn ta hạ lệnh phù thủy điều trị loại thuốc cực độc không có thuốc giải. Sau khi xác định được đệ tử chân truyền của hắn ta cũng biết phương thuốc, Yến Xuất không động tác thừa liền tiễn phù thủy về với đất mẹ, vì so với lão nhân ra thì trẻ nhỏ dễ dạy hơn không phải sao. Thấy Yến Xuất giết chết sư phụ mình làm tên đệ tử khinh động không thôi. Vì thế sau khi nghe xong yêu cầu phải điều chế tiễn độc với số lượng lớn hắn ta vẫn ưng thuận đồng ý vì không muốn tiếp nối cái chết của sư phụ. Dẹp được ngoại xâm nên lúc này Yến phi nhân cũng yên lòng giao lại quân quyền cho Đằng thừa tướng và Phi Hổ, còn cô thì chạy để Thâm Sơn cùng cốc để gặp người thương. Ngồi trên yên ngựa đạp gió cưỡi mây thì Yến phi lúc này mới thực sự sống đúng như tên gọi của cô, canh én tự do khám phá thế giới. Đúng người đúng thời điểm là đây, khi Yến phi tới nơi cũng là lúc Lan Truyền thả khinh khí cầu. Hai người lúc này bay lên trời cao nhìn ngắm thế giới, bay đến khi trời mưa cũng là lúc khinh khí cầu tiếp đất. Ngoài trời thì mưa nhưng khung cảnh trong nhà thì nóng phải biết, sau đêm hôm nay cả hai chính thức trở thành phu thê, cuộc sống trôi qua bình dị khiến cho phi nhân cảm thấy hạnh phúc. Cho đến một ngày, khi cùng phi nhân hái nấm trong rừng, Lan Truyền bằng nội lực đã đánh hơi được có người đột nhập vào lãnh địa. Lúc này cậu liền lừa cô xem ai hái nấm nhiều hơn, trong lúc cô vẫn không hay biết gì cậu liền đến bìa rừng quan sát tình hình. Người đến lúc này lại là Tuyết Hổ, vì tình hình nội chiến quá nguy hiểm, lành ít dữ nhiều nên Tuyết Hổ sau khi đại chiến 500 hiệp để chắc chắn rằng Lan Truyền có thể bảo vệ phi nhân an toàn. Tuyết Hổ bảo cậu phải dẫn phi nhân rời khỏi Đại Yên càng xa càng tốt và giao phó cô cho Lan Truyền, sau đó liền yên tâm trở về thành để dẹp loạn. Chỉ tiếc là tốc độ phản công của Yến Xuất quá nhanh, nên khi ở lại thành thì thứ Tuyết Hổ nhận được là đầu của Đặng thừa tướng, Đại Yên lúc này đã nằm trong tay Yến Xuất sau khi cậu đi vắng. Trước mắt là thiên binh vạn mã mà Yến Xuất dày công bố trí, nhưng Tuyết Hổ trong cơn giận ngút trời vẫn không ngần ngại lao lên. Cứ cái đà này thì cậu không trở thành con nhím trước đội cung thủ của Yến Xuất mới là lạ. Anh em huynh đệ cậu lúc này phải cố thủ để Tuyết Hổ an toàn rời đi, nhìn đàn em từng người ngã xuống khiến trái tim cậu đau đến chết đi sống lại. Núi còn xanh lo gì không có củi đốt, Tuyết Hổ còn sống thì sự hy sinh của các huynh đệ mới không vô ích. Nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó, sau một đêm chạy về căn cứ, quân đội cậu đã bị Yến Xuất tập kích mất gần 2/3 số quân. Thấy mọi người ai cũng đều thấm mệt, tình thế lúc này hết cứu nên Tuyết Hổ ra lệnh giải tán mọi người, còn cậu một mình chiến đấu với đội quân của Yến Xuất đến khi hơi thở cuối cùng mới thôi. Sau buổi gặp mặt với Tuyết Hổ, tối đến Lan Truyền liền muốn nói lại với phi nhân mọi chuyện. Vì cậu biết nếu che giấu phi nhân quốc sự Đại Yên, rồi lừa cô đi đến nơi thế ngoại đào viên thì cả đời phi nhân sẽ không tha thứ cho mình mất. Ai ngờ chưa kịp nói xong thì đội khích khách do Yến Xuất phái tới đã có mặt bên ngoài nhà, báo hiệu đêm nay là đêm huyết tẩy thành sông. Nghe được tiếng động, hai người lúc này liền ăn ý lấy binh khí rồi bật chế độ chiến đấu, một người dùng kiếm một người dùng cung phối hợp nhịp nhàng, tiễn nữa đội quân lên bàn thờ ăn nhanh. Nhưng tình thế địch quá đông lại núp trong tối, đúng kiểu minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Lan Truyền đã ăn ngay tên độc của địch trong lúc đu dây. Dù thế cậu vẫn cắn răng chiến đấu và bảo vệ phi nhân bằng bất cứ giá nào. Nhìn thấy cô bị thương rơi xuống, Lan Truyền không động tác thừa đưa tay ra cứu, mặc cho lúc này cậu liên tục bị kẻ địch bắn độc tiễn vào tay. Bẻ cổ được quân địch, cậu liền kéo cô lên trên, lúc này chất độc đã phát tác khiến cậu không thể di chuyển. Thời điểm Lan Truyền vẫy tay cho phi nhân đi lo việc nước, cũng là lúc cậu biết bản thân mình không thể cứu chữa được rồi. Thân là thần y nên khi Lan Truyền biết thứ cậu chúng không phải là độc thông thường mà là kịch độc không có thuốc giải.
Lan Truyền không muốn nhìn thấy cô đau lòng, cũng không muốn phi nhân vì lo lắng cho cậu mà trễ nải việc nước. Điều mà cậu làm cho người mình thương là trước khi chết, là hứa rằng cậu có thể trị liệu vết thương và ở đây chờ cô trở về. Thấy Lan Truyền kiên định như thế nên phi nhân cũng an tâm rời đi, nhưng cô không biết rằng đây chính là khoảnh khắc cuối cùng trước khi cả hai âm dương cách biệt. Là đại tướng quân cả đời chinh chiến xa trường, đến cuối đời lại phải chiến đấu với người mình đúng là thê lương. Dù có võ công cao cường nhưng một mình đối phó với cả vạn quân làm Tuyết Hổ trọng thương đầy mình. Khi phi nhân chạy đến nơi thì thứ cô nhìn thấy không phải là một đại yên hương thịnh mà là Tuyết Hổ ca ca của cô đã ngã gục xuống vì bị mất máu quá nhiều. Cô muốn solo cùng Yến Xuất để phân thắng bại, với Tuyết Hổ thì hắn không dám đánh nhưng Yến phi nhân hắn liền tiếp chiêu. Nhưng cả đời Yến Xuất cũng không ngờ, người hắn khinh thường là công chúa yếu đuối tay không nhấc nổi kiếm trước đây lại một giáo tiễn hắn lên thiên đàng. Sau cái chết của Yến Xuất, quân phản nghịch liền bỏ kiếm xuống đầu hàng, đây cũng là khoảnh khắc bắt đầu thời kỳ thịnh thế của Đại Yên. Yến phi nhân sau khi thắng trận liền trở về căn nhà nhỏ để báo tin vui cho Lan Truyền, ai ngờ lúc này nhà còn người mất. Trong một ngày mà cô đã mất đi hai người thân thiết nhất, một người là chồng một người là anh kết nghĩa. Lúc này Yến phi nhân biết mình không còn chỗ dựa nữa rồi, cô biết mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa cho Đại Yên, để bá tánh sống trong cảnh thái bình thịnh thế, để khắp nơi là tiếng cười theo di nguyện của Lan Truyền lúc anh còn sống. Khung cảnh Yến phi nhân đứng cô đơn trên tường thành cũng là thức phim cuối cùng của bộ phim Giang Sơn Mỹ Nhân rồi. Nếu thấy hay các bạn đừng quên để lại một like để chúng mình có động lực làm những siêu phẩm phim hay gửi đến mọi người nhé.